Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuần mới của 12 con giáp Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2022 Hy vọng với những thông tin hữu ích chúng tôi cung cấp Sẽ giúp cho các bạn có được những trải nghiệm và thay đổi vận trình của mình tốt hơn trong tuần mới. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có điểm báo về phương diện sự nghiệp của bạn trong tuần này không được như ý muốn. Có thể đầu tuần giữ sự giúp sức của chính quan trợ mệnh sẽ giúp cho bạn nhận được sự chú ý của cấp trên. Thế nhưng với bạn tuổi Tý cũng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, quê thường ý kiến của mọi người. Khi thiên quan và thương quan cùng xuất hiện, cảnh báo trước cho bạn nhiều khó khăn mà bạn có thể sẽ gặp phải trong tuần. Ngược lại, về phương diện tài lộc của bà tù Tý trong tuần này lại gặp khá nhiều điều như ý, nhất là đối với những ai làm ăn, kinh doanh, buôn bán, kể từ giữa tuần trở đi, bạn tìm được nhiều cơ hội để làm giàu cho mình. Và cuối tuần là thời điểm mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng, thậm chí có một số người còn phát tài dựa vào sự may mắn của chính mình nữa nhé. Còn về phương diện tình cảm của bà thủ Tý trong tuần mới này, có tốt có sáu, vì thế mà bản mệnh cần phải chú ý hơn trong cách cư xử của mình, khi vợ chồng có mâu thuẫn xích mích, bạn chớ có những hành động làm tổn thương nửa kia mà cần phải bình tĩnh để trò chuyện, rồi đâu khắc sẽ có đó, thậm chí đôi bên sẽ càng thấu hiểu và thêm quý trọng nhau hơn. Xem tử vi cùng cho thấy trong tuần mới này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được sao thái âm là các tinh chiếu mệnh giúp cho nhân duyên của những bạn đang còn độc thân vẫn có được nhiều điểm sáng, đặc biệt là đối với những bạn nữ. Cho nên với bạn tuổi Tý nên giữ quan hệ với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc cho bạn chứ không nên tiếp tục ngố lơ như vậy bạn tuổi Tý nhé. từ với tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này đang có điểm báo gặp nhiều trắc trở nhưng cũng có cả sự ngọt ngào. Thời điểm đầu tuần do thương quan cũng như là kiếp tài chiếu mệnh và tỷ kim tác động với bạn tuổi Sửu dễ bị cô lập vì có những mâu thuẫn với cấp trên, tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu như con đường mà bạn đang đi là đúng đắn, thì đến cuối tuần mọi người sẽ phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa nữa nhé. Trong tuần mới này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang có điểm báo, không có nhiều cơ hội để kiếm tiền, bạn vẫn cần phải có thêm thời gian để tiếp tục cố gắng mới mong nhận lại được những thành quả xứng đáng với mình. Thực thần chiếu mệnh vào đầu tuần cho thấy đối với những bạn làm nghề tự do có thể sẽ nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra và xem tử vi cũng cho thấy trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp sao dịch mã chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn nếu như bạn vướng phải những khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai của bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu ai rồi cũng sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra nhé và vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp đào hoa quá vượng, điều này sẽ không tốt cho những ai đã có đôi quốc cặp. Sự ghen tung khiến cho các cặp đôi thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn, thậm chí là hiểu lầm lẫn nhau. Và để hạn chế tình trạng này thì việc đầu tiên mà bạn tuổi Sửu nên làm đó là giữ khoảng cách với những người khác giới nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là về phương diện sự nghiệp của bạn đang phát triển khá ổn định trong tuần này, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần khi bạn đang gặp được thiên ấn và chính ấn cùng một lúc. Đây chính là lúc để cho bạn khẳng định bản thân mình gây được ấn tượng với những người làm lãnh đạo. Cho nên, với bạn tuổi dần có thể sẽ đạt tới một vị trí cao dựa vào chính sức của mình nữa nhé. Quan về phương diện tài lộc của bạn tuổi dần trong tuần mới này, lại đang có nhiều dấu hiệu thăng tín nhanh chóng vào thời điểm cuối tuần. Vì vậy, trên thực tế, tuần này có thể là một tuần vất vả, không được ngơi tay với bạn. Tuy nhiên, cho đến khi cầm được đồng tiền trên tay, bạn sẽ thấy rằng những gì mà mình đã đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng. Xét về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong tuần mới này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn lại không quá êm ấm nhưng đang có dấu hiệu cải thiện vào thời điểm cuối tuần. Trải qua nhiều trắc trở, thăng trầm, hai người đã dần dần biết được cách bao dung và dung hòa với nhau. Tương lai đôi bên sẽ ngày càng trân trọng nhau hơn nữa. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong tuần mới này với bạn tuổi dần lại đang có được sao Thái Dương là các tinh trợ mệnh cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân, đang có nhân duyên với những người khác giới khá chi là tốt, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu như bạn chịu mở lòng mình hơn với mọi người thì rất có thể sẽ tìm được một người thích hợp hoặc là một cơ hội đáng quý với mình. Bạn trở nên trần trừ, do dự quá lâu, kẹo lại bộ lỡ cơ hội hoặc là chẳng chờ được ai cả nhé. Từ vây tuần mới của bạn tuổi Mão, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022. Theo vận trình tuần mới này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là về phương diện sự nghiệp của bạn, về cơ bản là rất tốt trong suốt cả tuần. Nhờ có được chính ấn nâng đó, bạn tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội để thể hiện được điểm mạnh của bản thân, tinh thần làm việc nghiêm túc. Có trách nhiệm cũng là điểm cộng nếu như lãnh đạo có ý định cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn. Tuy nhiên, dù công việc của bạn có thuận lợi đến thế nào đi chăng nữa, với bà tuổi mão cũng trở nên quá kiêu ngạo, kẹo lại đắc tội với những kẻ tiểu nhân lúc nào không hay nhá. Và trong tuần mới này với bạn tuổi Mão, bạn mệnh làm ăn tương đối là ổn định vào thời điểm này. Xong, tới cuối tuần thì cơ hội làm ăn sẽ đến với bạn nhiều hơn. Đối với những người làm công ăn lương, có thể sẽ nhận được một khoản tiền thượng nóng. Trong khi những người làm chăm chỉ cũng có thể sẽ tìm được nhiều cơ hội trong mối hợp tác làm ăn đáng tin cậy nữa quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi mão trong tuần mới này cái chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo xảy ra sự cãi vã bất đồng thường xuyên đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu tuần và với bạn tuổi mão đừng có tạo ra cho đối phương những vết thương lòng khó có thể chữa lành cho dù bạn có nóng nảy đến mấy đi chăng nữa bạn cũng cần phải biết hết sức kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân mình nữa nhé trong tuần mới này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp sao thái tuế án ngữ và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên cẩn trọng trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân mình sao cho phù hợp, đồng thời theo những hướng tốt hoặc là giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu của những tác nhân xấu gây ra nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Thìn, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là đây là một tuần với bạn tuổi Thìn sẽ gặp nhiều thách thức. Nhưng cơ hội với bạn cũng không ít, có thể đầu tuần với bạn sẽ phải đối diện với nhiều yếu tố bất lợi do thương quan và tỷ kim mang lại, ví dụ như là lãnh đạo không ủng hộ, đồng nghiệp cạnh tranh. Nhưng thông qua đó, bạn cũng sẽ tìm được cách vươn lên để khẳng định giá trị của bản thân mình khi có được thiên ấn và chính ấn xuất hiện vào thời điểm cuối tuần, hứa hẹn với bạn sẽ có được nhiều điểm sáng quan về phương diện tài lộc của bạn tuổi thìn trong tuần mới này lại không có được nhiều điểm sáng với bạn vận trình khá chi là in ắng có thể ngay từ đầu tuần cơ hội tới với bạn tới tấp khiến cho bạn mừng thầm nhưng ngay sau đó bạn sẽ nhận ra rằng những cơ hội ấy không đáng tin cậy hoặc là không đem lại nhiều lời lại cho bạn như bạn hằng mong muốn quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong tuần mới này cái chuyện tình cảm của bạn lại khá ảm đạm đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Nhưng tới cuối tuần thì vận trình của bạn có dấu hiệu tiến trị tốt hơn, vợ chồng dần quan tâm hơn tới thế giới về tinh thần của đối phương, không còn quê quan điểm của mình là trên hết như trước đây nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được sao Bách Việt chiếu mệnh về đào hoa cho thấy với bạn vốn có những nét hấp dẫn rất riêng biệt và bạn còn là người giỏi ăn nói nữa cho nên dễ dàng thu hút được sự chú ý của những người khác phái đối với những bạn đang còn độc thân hãy tin tưởng nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ đó nữa nhé từ vi tuần mới của bạn tuổi tỵ từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bà Thủ Tị, cho chúng ta thấy là về phương diện tình cảm của bạn đang có được báo hiệu sẽ có được những bước tín đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa tuần. Với bà Thủ Tỵ, bạn được nhiều người săn đốn và cũng luôn mở rộng lòng mình, cho nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó trong tuần mà thôi còn về phương diện sự nghiệp của bạn thủ tỵ trong tuần mới này lại phát triển không được mấy ổn định có nhiều khi bạn tự mình đang được thuận lợi nhưng lại có những rắc rối bất ngờ xảy đến cũng có lúc bạn rất thất vọng vì gặp phải những khó khăn nhưng ngay sau đó lại có được người trợ giúp cho bạn vì thế thời điểm này với bạn thủ tỵ bạn cần phải giữ trạng thái về tinh thần sao cho thật ổn định thắng không kêu, bại không nản nhé về phương diện tài lộc của bạn tuổi tỷ trong tuần mới này, lại đang có điểm báo, không có nhiều điểm sáng. Cả tuần này, bạn sẽ phải làm việc tương đối là vất vả mới mong nhận lại được một phần thành quả. Thiên tài chiếu mệnh, một số người trong tuần này có thể sẽ có được may mắn, trúng thưởng, trúng số, nhưng khoản tiền không được là bao nhiêu cho nên bạn không thể dựa dẫm vào số tiền đó được nhé. Trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp sao thiên cậu chiếu mệnh cái điều này chỉ ra rằng bạn mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả bạn cần phải biết cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống cũng không nên ôm đồm hết công việc vào người nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác lại công việc sang một bên dành nhiều thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn sẽ tốt nhé Từ vi tuần mới của bạn tuổi ngọ từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ cần phải vươn lên để khắc phục những khó khăn thì mới mong khẳng định được giá trị của bản thân mình khi kiếp tài và tỷ kim chiếu mệnh sẽ mang tới cho bạn gặp nhiều rắc rối bởi bạn chưa thực sự biết cách hài hòa với đồng nghiệp và công việc của mình. Và với ba tứ ngọ trong tuần mới này, điểm mạnh của bạn vẫn có nhiều cơ hội để được cấp trên trọng dụng khi thiên đức là các tinh chiếu mệnh cho thấy chỉ cần bạn biết đâu là thời điểm cần để khẳng định bản thân mình thì chắc hẳn chuyện thăng tín với bạn là hoàn toàn có thể nhé còn về tình hình tài chính với bạn tử ngoại trong tuần mới này lại không có được nhiều điểm sáng và trong tuần này đặc biệt là đối với những bạn làm đầu tư kinh doanh vì vậy bạn trở nên vội vã đưa ra những quyết định về đầu tư bởi rất có thể đấy là cái bẫy giang sẵn để cho bạn đặt chân vào nếu như bạn mù quáng bạn cần phải bình tĩnh để chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình cái chuyện tình cảm của bạn tới Ngọa trong tuần mới này lại đang có được những bước chuyển biến tích cực và rực rỡ nhất trong khoảng thời gian giữa tuần. Bạn và người ấy có được những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, dù có khó khăn xảy ra, đôi bên cũng thường xuyên trò chuyện và chia sẻ lẫn nhau, vì thế mà với bạn sẽ khắc phục được mọi sự cố, sự khó khăn nhé. từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn khá ảm đạm, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Nhưng bạn mệnh không cần phải quá lo lắng hay là buồn bã bởi dần dần cho đến cuối tuần mọi việc sẽ được khắc phục ổn thỏa, bạn và người ấy sẽ lại hòa hợp với nhau như trước, thậm chí là thêm phần thấu hiểu lẫn nhau hơn nữa nhé. Về phương diện sự nghiệp của ban túi mùi trong tuần mới này cũng đang có điểm báo đây không phải là một tuần thuận lợi và ngay từ đầu tuần, thậm chí là khoảng thời gian này, bạn sẽ phải khắc phục khá nhiều vấn đề đang còn tồn tại từ trước đó. Kiếp tài và tỷ kim rình rập báo trước cho bạn có nhiều vấn đề rắc rối ập đến mà bạn buộc phải giải quyết và vượt qua nếu như muốn vươn tới thành công nhé. Về tình hình tài chính của bạn tuổi mùi trong tuần mới này, cũng không được thực sự lý tưởng cho lắm cơ hội làm việc của bạn ở giữa tuần có thể khiến cho bạn tưởng chừng như mọi việc đã đi vào quỹ đạo nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết vì vậy với ba tuổi mùi bạn gần như chưa thu hoạch được thành quả gì vào thời điểm này nhé Bên cạnh đó, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp sao bạch hổ là hung tinh chiếu mệnh, làm cho bạn đang có điểm báo với bạn cần phải quan tâm tới sức khỏe của chính mình nhiều hơn và cả những người thân yêu của mình. Bạn cần phải tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng chuộc bản thân mình nữa nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi thân từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi thân bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy đối với những người làm công ăn lương sẽ phải đối diện với đủ loại thử thách trong tuần này. Vì vậy, bạn trở nên đầu hàng nghịch cảnh mà bạn cần phải bình tĩnh khi giải quyết những khó khăn bởi mọi chuyện đau rồi sẽ có đó. Sự căng thẳng chỉ khiến cho tất cả thêm phần rắc rối hơn mà thôi. Ngược lại, trong tuần này, đối với những người làm đầu tư, kinh doanh thì lại có nhiều cơ hội để phát tài, phát lộc ngay từ thời điểm đầu tuần. Khi tin tài và thực thần cùng chiếu mệnh cho thấy với bạn có nhiều cơ hội để làm ăn tới với bạn, chỉ cần bạn bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình mà thôi nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn có vui, có buồn với bạn cần phải trân trọng hơn những phút giây ở bên người ấy. Hai người không tránh khỏi những khi mâu thuẫn, nhưng quan trọng là đôi bên sẽ khắc phục điểm khác biệt ấy như thế nào. Chứ có hành động nóng nảy, thiêu cảm xúc nhất thời của bản thân mình, kẹo lại bộ lỡ mất hạnh phúc mà mình đang có bạn tuổi thân nhé trong tuần này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được sao tử vi là cát tinh chiếu mệnh hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn có được nhiều may mắn hơn và nếu như bạn đang còn trẻ tuổi bạn hãy không ngừng cố gắng để rèn luyện bản thân mình thử thách với hoàn cảnh luôn ở trong ngoại tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong khoảng thời gian sắp tới nữa bạn tuổi thân nhé từ vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là dù đầu tuần với bạn tuổi dậu đặc biệt là đối với các cặp đôi có sự hòa hợp với nửa kia nhưng sau đó mâu thuẫn lại nhanh chóng nảy sinh có thể là hai người đều chưa đủ tin tưởng với nhau cho nên mới dễ xảy ra tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy đôi bên cần phải trò chuyện và tâm sự với nhau nhiều hơn nữa Vậy tình hình tài lộc của bạn tuổi dậu trong tuần mới này chủ yếu rực rỡ vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần khi có được thực thần chiếu mệnh với bạn sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra và bên cạnh đó đối với những bạn làm đầu tư kinh doanh cũng có thể sẽ tìm hiểu được những đối tác đáng tin cậy để hợp tác làm ăn có lợi cho cả đôi bên nữa nhé Tuy nhiên, về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi dậu trong tuần mới này lại chưa chắc đã được thuận lợi như thế khi bạn đang gặp thương quan và kiếp tài cùng xuất hiện sẽ mang lại cho bạn nhiều điều phức tạp. Và tuần này, tốt nhất là với bạn tuổi dậu không nên có những mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, có chuyện gì thì nên bình tĩnh thảo luận với nhau nhé. Trên phương diện chi tiêu của bạn tuổi dậu trong tuần mới này lại đang gặp đại hao là hung tinh chiếu mệnh cho thấy với bạn cần phải có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên thích gì là mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm tới đồng lương, đồng tiền của mình làm ra. Bạn không nên phung phí tiền của để bằng được người này, người khác mà nên biết tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho những bất trắc trong tương lai của mình nữa nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022. Siêu vận trình tuần mới này với bạn tuổi tuốt cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuốt sẽ phải vượt qua nhiều vấn đề mới mong đạt được cái đích mà mình đã đặt ra trong tuần này. Vì vậy bạn trở nên vội đầu hàng khi mới gặp phải những khó khăn mà bạn cần phải luôn tin tưởng rằng sự cố gắng, nỗ lực của bạn sẽ nhận được sự công nhận của mọi người vào một ngày nào đó mà thôi về tình hình tài chính của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này lại không có được nhiều điểm sáng, có thể ngay từ đầu tuần đối với những bạn làm nghề tự do có thể sẽ kiếm được một khoản kha khá do thực thần mang lại, nhưng từ đó về sau bạn khó có được cơ hội tìm được công việc như ý muốn và kiếm được lợi nhuận cho mình. Trong tuần mới này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là trong việc chi tiêu. Nếu không, dù có dư giả đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tốn về tiền của mà lợi ích thu lại lại không được là bao nhiêu quan về chuyện tình cảm của bạn tuổi tuất trong tuần mới này cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang có điểm báo gặp lắm nội gian chuân đối với những bạn đang còn độc thân thậm chí phải trải qua sự thất vọng hiểu lầm rồi mới tọa rõ được tấm lòng mà người mình thầm mến tuy nhiên dù rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì với bạn tuổi tuất cũng cần phải chớ có vội nản lòng hãy cứ tiếp tục rồi sẽ thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm mà thôi nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi hợi từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là về phương diện sự nghiệp của bạn cơ bản là được bình ổn trong tuần này. Với bạn tuổi hợi vận sẽ vướng phải sự cạnh tranh của đồng nghiệp dưới sự tác động của thiên quan và tỷ kim chiếu mệnh nhưng sự cạnh tranh đó là cần thiết nếu như bạn muốn vươn lên để khẳng định giá trị của bản thân mình bạn tuổi hợi nhé. Và với bạn tuổi hợi trong tuần này, dù có cạnh tranh ở hình thức nào đi chăng nữa, bạn mệnh vẫn cần phải chú ý trong cách hành sự của bản thân mình, tránh mang lại cho người khác có ấn tượng xấu. Và nếu như bạn đạt được thành tích tốt mà không được lòng lãnh đạo thì vẫn khó có thể được sự cân nhắc để lên được vị trí tốt hơn cho mình. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong tuần mới này, bạn đang có điểm báo có người thứ ba xuất hiện trên chân vào mối quan hệ tình cảm vợ chồng của bạn và người ấy. Và để tránh tình cảm bị giãn nứt, hai người cần phải trò chuyện, trao đổi thẳng thắn với nhau, chớ nên giấu giếm bất cứ điều gì. Cùng với đó, đôi bên cũng cần phải tin tưởng vào nhau nhiều hơn nữa nhé với bạn tuổi hợi trong tuần mới này bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước bạn cũng cần phải chú ý tới những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận với mình khi ngủ quỷ là hung tinh chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho con đường làm ăn của bạn khiến cho bạn khó có thể kiếm được tiền lời lại cho mình cùng với đó bạn mạnh cũng cần phải quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong tuần này nữa bạn tuổi hợi nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.